Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Ăn Chế. Vừa qua, tại lễ trao giải tượng vàng Oscar 2022, nam tài tử Will Smith đã có một pha vuột má vô cùng đáng yêu đối với người đồng nghiệp của mình. Sự việc này đã khiến cho cộng đồng mạng rất là bất ngờ và họ đã thi nhau chế ảnh, chế clip để khiến sự việc này trở nên thú vị hơn. Nên hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho anh em những bức ảnh, những clip chế xoay quanh sự việc này. Xin mời anh em đón xem. Đầu tiên là một video được chế lại theo phong cách Minecraft. Vâng, đây là khi cánh tay của Will Smith đã được phù phép sắc bén 5, sức mạnh 5 và đánh bật lùi 2, khiến cho cú vả của anh ta chỉ cần một phát đã khiến cho Chris Rock bay màu. Tiếp theo là khi Will Smith bật chế độ Hancock ở trong bộ phim Siêu Nhân Cải Bang. Và chỉ cần một pha vuột má nhẹ nhàng của anh ta đã khiến cho Chris Rock về chầu Diêm Vương luôn. Và sau khi nhận cú nâng yêu đấy, gương mặt của Chris đã bị biến dạng như thế này. Tiếp theo là khi Will Smith bật chế độ Super Saiyan và khi anh ta sử dụng hết nổ năng để sử dụng tuyệt chiêu, bổ sung vitamin đạo đức đã khiến cho thanh máu của Chris tụt về không. Nhưng thấy sức mạnh phi thường của Chris, Dr. Strange đã mở ra một cánh cổng không gian, mời anh ta đến để solo cùng Thanos. Và chỉ cần một pha vuột má nhẹ của Will Smith đã khiến cho gương mặt của Thanos bị nhuộm máu. Và sự việc này đã chuyển thể thành phiên bản hoạt hình khi Chris Rock hóa thân vào chủ ngựa Marty trong bộ phim Madagascar. Và Will Smith trong vai chủ cá Oscar ở trong bộ phim Câu Chuyện Cá Mập. Và sau khi bị ăn nhiều cú vả từ Will Smith thì Chris Rock đã bật chế độ phản đam. Và tiếp theo vẫn là cuộc đụng độ đấy, nhưng được chế biến lại theo phong cách anime khi Will Smith hóa thân thành Jotaro, còn Chris hóa thân thành Dio Branzo. Và sau khi sự việc này diễn ra thì anh dàn âu của VTV đã rút ra một bài học, đó là phải đội mũ bảo hiểm khi dẫn chương trình. Và khi thần hủy diệt dám trêu chọc Bulma thì Vegeta đã cho ông ấy một cú vả trời giáng. Và Will Smith đã tiếp tục sử dụng tư thế này để đi bắt Pokemon. Và chiêu thức này trông cũng rất là hiệu quả khi chơi trò chém trái cây. Và người ta cũng đã tạo ra một bộ đồ chơi xoay quanh sự việc này. Nhấn đăng ký và bật chuông, bình luận, chia sẻ.